Xin chào quý khán giả của ship.vn. Hôm nay mà các bạn cùng chúng tôi mở hộp một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot. Thì theo yêu cầu của một vị khách đã nhắn vào Zalo của ship là yêu cầu review mẫu này. Thì hôm nay chúng tôi thực hiện luôn. Đây là các kênh thông tin liên lạc của ship, bao gồm số điện thoại, website, email và Facebook fanpage. Các bạn có thể liên hệ với cái kênh này để trao đổi thêm với chúng tôi. Còn đây là cái một chiếc box này được một chiếc box được đặt hàng từ một cái cửa hàng rất là quen thuộc tại thành phố New York. Cửa hàng nằm ở quận Brooklyn. Đây là cái quận đông dân nhất của thành phố New York. Thì New York thì họ có 5 quận, trong đó quận Brooklyn là quận đông dân nhất. Thì được ship tới kho của ship là ở bang California, là viết tắt của từ CA, thuộc thành phố là Garden Grove. Cửa hàng này từ ship từ New York sang California bằng dịch vụ là United States Post Service, còn gọi là bưu điện Mỹ. Bằng cái mã check-in có 22 số, rất là dài. Đây là một cái hàng vận chuyển lâu đời của Mỹ nên cái check-in này nó rất là dài. Các hãng khác check-in nó chỉ tầm khoảng tầm 10 đến 15 số thôi, này tới 22 số rồi. Các bạn có thể gõ cái check-in này vào trong trang usps.com để kiểm tra hành trình của cái kiện hàng này, hành trình nội địa Mỹ. Thì khi mà khách hàng nhờ ship mua hộ giùm á, thì tất cả những cái thông tin này đều được thông báo tự động và ngay tức khắc qua email cho khách hàng, để khách hàng nắm được cái thông tin hành trình của cái kiện hàng của mình một cách nhanh nhất đó. Thì cái bốc này là vẫn còn nguyên siêu, chưa được bốc ra tại Mỹ. Một số trường hợp là nhiều quá thì sẽ thực hiện kiểm tra tại Việt Nam, không có kiểm tra tại Mỹ luôn đó. Sau đây chúng tôi sẽ cắt siêu. Đây, bên trong nè, bên trong nó làm thẻ bảo hành và cái bill mua hàng, cái bill giấy. Các bạn chờ tí để chúng tôi đeo bao tay vào. Tại vì mồ hôi tay này, trên tay nó hay có mồ hôi á, nó dễ bám lên cái chiếc bóc. Cái chất ẩm trên mồ hôi tay nó sẽ bám lên chiếc bóc, nó làm bẩn chiếc bóc. Đó, sẽ bỏ nó qua một bên. Thẻ bảo hành, thẻ bảo hành thì có giá trị, chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí tại Mỹ. Tại trung tâm bảo hành của cửa hàng này nằm ở thành phố New York. Đó, bên trong là chiếc bóc không, tôi sẽ bỏ qua một bên. Đây, bên ngoài này, bên ngoài là chiếc bóc Tissot, là một cái vỏ bóc màu trắng. Đó, hai bên hông là logo của Tissot qua các năm. Đó, bên trái là chống lỏng, bên phải là cái thông tin sản phẩm. Đây, ở đây cái mẫu này có tên là Tissot Tradition, là Gen Wash. Đó, Silver Dial là cái mặt Dial, là mặt số là màu trắng. Đó, Wash với giá niêm yết là $375. Đây là mã sản phẩm T0636 10360 3800. Dưới đây là cái mã để xuất nhập kho hàng hóa thôi, các bạn không quan tâm, các bạn quan tâm cái mã trên thôi. Chúng ta có thể gõ cái mã trên vào trong Google để chúng ta tìm hiểu thêm về cái thông số khác, ví dụ như chất liệu của từng cái thành phần dây da hay là mặt số. Đó, đây bên trong là nó một chiếc bóc màu đỏ. Đó, mặt sau nó có hai quyển sổ ở đây phía trước. Đây, đây là logo của Tissot, chúng ta sẽ mở ra luôn. Đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Tissot Tradition. Nó có một cái gói để cố định vị trí. Đây là chiếc Tissot của chúng ta, nó vẫn còn vào trong bao siêu ni lông. Thì chúng tôi sẽ tạm thời lấy ra khỏi cái bao ni lông này để quay được một cách rõ nét nhất, chỉ để trong bao ni lông chúng ta không thấy rõ. Cái bao ni lông này tháo ra thì chúng ta phải kéo nó lên để cho nó đừng có dính. Đó, nó khi kéo nó lên xong rồi chúng ta kéo ra rất là dễ dàng. Đó, bên ngoài nó còn một cái lớp siêu nữa, cái lớp siêu bằng nhựa dẻo. Đó, cái lớp siêu này mở ra nó có cái cách mở ra nè, nó có một cái miếng ở trên này, chúng ta có thể mở ra. Đó, rất là dễ dàng. Mặt sau nó còn một cái lớp siêu nữa, lớp siêu mặt sau nè. Lớp siêu mặt sau thì nó có cái số serial number luôn, có 9 số. Thì cái số serial number này nó rất sẽ trùng với cái serial number trên thẻ tag nè, AFZ W6V2LI. Đó, thì cái serial number này nó còn khắc hàng ở trên mặt sau luôn nè, thêm một AFZ W6V2LI. Đó, nó rất là có tới, nó để tới 3 vị trí là cái siêu, cái khắc trên khung vỏ và trên thẻ tag. Tất cả số này phải trùng nhau. Thì mỗi một chiếc đồng hồ nó sẽ có một cái serial number duy nhất để phân biệt các chiếc đồng hồ với nhau. Cái này khi nhà bán lẻ bán ra cho khách thì cũng sẽ lưu lại cái số serial number này, để sau này có vấn đề bảo hành á,
thì cửa hàng sẽ kiểm tra, cái nhà bán lẻ đó sẽ kiểm tra lại đúng cái số serial number này là có đúng cái chiếc đồng hồ mà đã bàn giao cho khách hay không đó. Đây vừa còn về thiết kế mẫu này, có mẫu này là thiết kế theo phong cách thuộc bộ sưu tập là T Classic nên nó sẽ có phong cách là rất là cổ điển. Thì những mẫu đồng hồ cổ điển á, nó sẽ có những thiết kế rất là tối giản đó, các bạn để trên mặt số nè, chỉ có ba kim cọc số đó và cái lịch ngày thôi, để thêm cái tên thương hiệu Tissot và năm thành lập 1853, ở góc 6 giờ là dòng chữ Swissmade đó. Nó bị cái vân á, nó nói chung với cái vân nên khó nhìn thấy. Đây, đây trên mặt số này thì nó có những cái gì mà đáng giá nhất đó. Thứ nhất là cái mặt chữ trung tâm mặt số nè, các bạn thấy được đánh vân gloss rất là cầu kỳ và sang trọng. Thì đây là một cái kỹ thuật chế tác trang trí bằng cơ khí, nhưng mà để được hỗ trợ bằng máy móc á, nhưng mà để vận hành những cái máy mà đánh vân á thì yêu cầu người thợ phải có rất là nhiều kinh nghiệm và được đào tạo rất nhiều. Tại vì không có kinh nghiệm á thì đánh vân mà chỉ cần một cái vân lỗi thôi á, là xem như nguyên mặt số vứt bỏ, nên đánh cái vân này nó cũng yêu cầu trình độ rất là cao đó. Bởi thụy sĩ thì những cái người thợ rất là nổi tiếng về sự lành nghề và sự khéo léo rồi, nên những cái vân này các bạn để ý cũng được kiểm tra rất kỹ mới được xuất xưởng đó. Các bạn để ý hầu như là không có một cái lỗi nhỏ nào hết, nó được đánh vân theo dạng như những hình gợn sóng đó, gợn từ trên xuống, những hình gợn sóng nó sẽ được đặt dọc dọc song song với nhau đó. Rồi cái điểm mà giá trị thứ hai á, đây là cái khung vỏ được mạ màu vàng hồng đó. Thì các bạn để ý những cái khung vỏ mà có mạ thì nó sẽ mắc hơn những cái khung vỏ mà không mạ, tại vì nó phải tốn thêm cái công gọi là mạ. Đây là mạ PVD đó, các bạn thấy cái bên hông này vừa kết hợp hai kỹ thuật chế tác này, vừa mạ mà vừa pha xước. Các bạn mình thấy mạ mà nó nhìn nó cảm giác như nó nhám nhám, còn ở trên vành này nè, ở đây cũng mạ nhưng mà mạ theo kiểu là vừa mạ vừa đánh bóng đó. Cái lớp mạ đánh bóng ở trên đó, nó sẽ phản xạ ánh sáng mạnh hơn, còn cái lớp mạ bên hông á thì nó nhìn nó ngầu hơn, nó nhìn nó chắc chắn hơn đó. Mỗi cái nó có một cái lợi thế, cái lớp mạ mà đánh bóng trên da nó phản xạ những cái ánh sáng vàng á, nó rất là đẹp. Các bạn đi vô những buổi tiệc nó hay có ánh sáng vàng á, nó sẽ phản xạ lại, nó rất là lấp lánh đó. Rồi đó là hai cái đặc điểm thứ nổi bật thứ hai của mẫu đồng hồ này đó. Còn về thứ ba là kim và cọc số cũng được mạ màu vàng hồng luôn đó, các bạn thấy kim cọc số đều mạ màu hồng. Lịch ngày thì được đặt ở góc 3 giờ, thì nó là theo truyền thống rồi, hầu như tất cả các mẫu đồng hồ đều có lịch ngày đặt ở góc 3 giờ. Đây là một cái góc rất là dễ nhìn thấy, ví dụ khi chúng ta lái xe thì chúng ta sẽ đồng hồ chúng ta sẽ ngửa theo hướng này thì nó sẽ không bị che bởi cái gờ này. Đặt ở đây thì nó có khả năng là nó bị che bởi cái gờ này, còn đặt bên kia thì chúng ta vẫn thấy được. Khi tại vì chúng ta thường đeo đồng hồ đeo tay trái đó, khi lái xe thì chúng ta sẽ để vậy nè, để lịch ngày bên đây thì nó không có bị che, để bên đây thì khả năng nó bị che bởi cái gờ này. Đây là cái vị trí tối ưu nhất để đặt lịch ngày đó. Vì sao mà đa số đặt ở góc bên này mà không đặt ở góc bên này? Một số mẫu đồng hồ họ thiết kế sáng tạo một chút thì họ đặt ở góc 6 giờ ở dưới này, 6 giờ thì cũng không bị che, vẫn nhìn thấy được. Tuy nhiên cái góc vừa dễ nhìn thấy nhất là cái góc 3 giờ. Đây là logo của Tissot và năm thành lập 1853. Thì Tissot được thành lập vào năm 1853 bởi một cái người thợ kim hoàn có tên là Charles Ferguson Tissot. Thì ông thành lập thương hiệu cùng với con trai của mình, thì con trai của ông mới mới là một cái thợ đồng hồ chính nghĩa. Con trai của ông có tên là Emile Tissot đó. Thì hai người đã cùng nhau thành lập một thương hiệu vào năm 1853. Thì lúc đầu á, là thị trường chủ lực của Tissot là ở Mỹ, sau đó 5 năm là đến năm 1858 thì thị trường chủ lực của Tissot là bên Nga đó. Nhất là vào thời điểm cách mạng tháng 10 Nga và khoảng tầm năm 1917 á, đó cái cuộc cách mạng Nga bùng nổ. Lúc đó các giới chức, các cơ quan chức cấp cao trong trong chính phủ của Nga Hoàng á rất là yêu thích Tissot đó. Thì Tissot thì được được ưa chuộng rất là mạnh ở Nga. Thì sau này Tissot đã xuất hiện trên rất là nhiều quốc gia, hầu như hơn 100 quốc gia, với lịch sử của Tissot là hơn 160 năm rồi. Nên thì theo kinh nghiệm của ship bán thì thấy những cái máy cổ máy, nhất là những con máy cơ khí của Tissot chạy rất là ổn định đó. Còn những con một số thương hiệu mới ra đời khoảng tầm 3 đến 40 năm thì nhiều khi những có một số loại máy nó chạy chưa ổn định. Đây các bạn thấy Tissot là một thương hiệu có giá rất là bình dân, có giá có thể phù hợp với rất là nhiều người, mang lại những cái giá trị mà sang trọng, tuy nhiên với một cái giá rất là hợp lý, về dịch vụ bảo hành đâu cũng vừa phải.
Đây, cọc số đây các bạn thấy là cọc số là dạng cọc số dạng vạch. Tuy nhiên có một số vị trí là họ sẽ sử dụng cọc số la mã. Đây ở đây là vị số la mã nè, số la mã nó xen kẽ với nhau, xen kẽ giữa cái cọc số vạch và cọc số la mã xen kẽ với nhau. Nó tạo ra một cái sự thú vị một chút. Nếu mà cọc vạch hết thì nó nhìn nó đơn điệu, nên nó phải xen kẽ thêm cái cọc số la mã thì nhìn nó không có bị đơn điệu, nó thú vị hơn. Đó, nó có nhiều cái điểm đặc điểm hơn. Các bạn để ý ở vòng ngoài nè, ở vòng ngoài nó cũng có được đánh vân gloss, nhưng mà cũng được đánh vân dạng gợn sóng luôn. Để các bạn thấy những cái gợn sóng, đánh những cái gợn sóng ngắn ngắn như vậy cũng rất là khó. Đó, ở ngoài nó có số 5, 10, 15 ở các vị trí mà đây nè, ở các vị trí mà có cái vạch đó, thì nó có thêm cái đánh số 5, 15, còn các vị trí còn lại là những cái vạch đen kẻ thôi. Những vạch đen sơn lên, còn cái cọc số ở dưới đây là nó được là cọc số là bằng thép nổi nổi trên mặt số luôn. Để các bạn nhìn nghiêng có thể thấy cọc số đây là những cọc số hình vuông, ủa hình chữ nhật với một cái đầu rất là dài. Đó, tiếp theo là về phần nấm chỉnh. Nấm chỉnh ở đây là được thiết kế dạng bánh răng, có những cái răng nè giúp tăng ma sát để chúng ta thao tác dễ hơn. Răng đây cũng vừa phải thôi, một số mẫu đồng hồ mà thể thao thì cái răng nó rất là to và mạnh mẽ, răng ở đây cũng vừa phải. Đây là một mẫu đồng hồ dây da thì nó sẽ phù hợp với chúng ta đeo ở môi trường văn phòng, trong môi trường máy lạnh đó, hoặc là những cái sự kiện đám tiệc sang trọng thì chúng ta đừng nên hạn chế sử dụng như này đi ngoài đường thì nó sẽ mau. Cái nhất là cái dây da nè, đi ngoài nắng nhiều nó sẽ bị biến đổi sang màu màu vàng hồng luôn. Từng có một vị khách là đeo đồng mẫu đồng hồ Tissot gì watch này nè, đi ngoài nắng nhiều quá cái dây da này nó chuyển màu luôn. Thứ hai là mấy bộ phận mà cốt ti rồi nè, nó đi ngoài đường nhiều tiếp xúc với nước ấy, nó sẽ bị cái cốt ti này nó sẽ bị ẩm, nó bị oxy hóa. Thứ hai cốt ti cũng bộ cũng 300.000, 350 rồi. Đó, các bạn sử dụng những mẫu đồng hồ này chúng ta phải nên nâng niu nó như là những cái vật trang sức vậy. Nếu mà chúng ta dùng không cẩn thận thì chúng ta phải mất chi phí để thay linh kiện rồi, mất rất là mắc. Đó. Đối với những mẫu đồng hồ watch thì chúng ta cũng cẩn thận với nước, tại vì nước mà vào là nó sẽ làm hỏng cái bản mạch điện tử bên trong, phải xử lý bản mạch điện tử đó, chi phí rất là cao. Chi phí xử lý một cái bản mạch điện tử nó cao hơn cả đồng hồ cơ khí nữa, nó tầm khoảng 1.050.000 lận. Mà chúng ta phải lau dầu nữa, lau dầu là mất 300.000 nữa, chi phí mà để vào nước là hết tầm 1.350.000. Tiếp theo là phần mặt sau của Tissot đây, như thường thấy là gốc 12 giờ là tên thương hiệu Tissot, một năm thành lập 1853, ở đây là serial number. Còn đây là mã sản phẩm T063610. Đó, cái mã sản phẩm nó sẽ trùng với cái mã sản phẩm trên thẻ tag này, T063610. Nó chỉ làm 7 7 7 ký tự đầu thôi. Tức là nó chứng cái dòng sản phẩm, cái dòng máy nè, tất cả những cái máy mà có cái đầu này nó sẽ sử dụng cái khung vỏ này. Sapphire Crystal nè, rồi Stainless Steel. Sapphire Crystal thì nó có đặc trưng là hai đặc trưng nổi tiếng là nó chống chì xước rất tốt, thứ hai là nó có độ trong suốt rất là cao. Độ dung suốt cao hơn kính khoáng nên chúng ta giúp chúng ta nhìn rất là rõ nét mặt số đó. Nó vừa chống sức tốt và vừa trong suốt nữa, dễ nhìn mặt số. Tuy nhiên đặc nhược điểm của nó là nó cứng quá nên nó rất là dễ vỡ. Các bạn sử dụng hạn chế va đập là nó sẽ bị nứt nứt cái mặt kính này, chúng ta thay mới là mắt. Đây là mặt kính là kính cong cong vòm nè, các bạn thấy để nghiêng chúng ta sẽ thấy những cái đường cong vòm nó nổi lên rất là đẹp. Đây, stainless steel là hầu như là tất cả các mẫu đồng hồ đều sử dụng thép không gỉ 316L. Nó có đặc tính là nó chống ăn mòn rất là tốt. Chúng ta đi biển lỡ tiếp xúc với nước biển rồi thì chúng ta không lo bị ăn mòn. Với khả năng ở đây là water resist 33. 33 là khả năng chống nước, là tương đương với độ sâu là 30 m. Đây, 30 m thì theo tiêu chuẩn ISO 2281 trong ngành đồng hồ á, thì với khả năng chống nước này chúng ta có thể dùng cho những hoạt động hàng ngày hoặc là đi mưa đó. Chúng ta không có dùng để đi bơi được nha, 33 không đi bơi được. Để đi bơi được thì yêu cầu khả năng chống nước lên tới 53. Tuy nhiên mẫu đồng hồ da này chúng ta không nên đi bơi là sẽ làm cái sợi dây da nó màu hỏng và nó hôi lắm. Đeo này chúng ta phải nâng niu. Cái này chủ yếu là để dự phòng trường hợp đi mưa thôi. Đó là tất cả những cái thông số trên mẫu đồng hồ này. Ở đây là còn phần thông số là dây nè. Dây là độ dài là 115, 115 là độ dài của sợi dây từ trên xuống. Đây là 20 18, tức là độ rộng dây, đầu trên là 20, đầu trên nó to, đầu dưới nhỏ hơn là 18 thôi. Trên đây cũng vậy. Ở đây là 75 là độ dài, 20 18 luôn. Phần trên đây nó có một cái khóa. Ở đây gọi là khóa khóa bướm. Đó, khóa bướm này chúng ta sử dụng nè.
đơn giản thôi, chúng ta dùng cái lực nhẹ bật nó lên đó. Ở đây nó còn một cái thẻ touch, rồi trên đây cũng vậy, bật lên. Lần đầu tiên chúng tôi cầm cái mẫu đồng hồ này, không dám bật lên tại vì sợ nó gãy đó, nên các bạn xem cái video này các bạn cứ tự tin mà bật lên nha. Tuy nhiên dùng một lực vừa phải thôi, đừng dùng quá mạnh, mạnh quá nó không tốt đó. Bấm lại đó. Khi đeo thì chúng ta cái chọn cho mình một cái vị trí, một cái lỗ, rồi chúng ta lòn qua cái này nè, rồi chúng ta cố định xong rồi chúng ta đeo vào thọc. À, đeo cái khóa này nó rất là đơn giản, đeo quen rồi nó rất là tiện. Nhiều vị khách mà đeo quen rồi sau này mua cứ yêu cầu phải có khóa này mới mua, còn cái khóa gài là không mua. Cái khóa gài đeo nó không có tiện lợi bằng cái khóa này. Cái khóa này chỉ cần xác định được một vị trí xong mà chúng ta thọc tay vào và đeo thôi đó. Rồi trên đây còn cái thông tin thẻ tát nữa, chúng tôi sẽ giới thiệu bằng cách đọc thông số trên thẻ tát này. Này, steel là stainless steel, BVD là mạ, mạ màu vàng hồng, là công nghệ mạ ion hóa đó. Cái mạ này thì chúng ta yên tâm không có bị bay, nó mạ mà tĩnh điện, mà tất cả những tĩnh điện phân cực trong hồi phổ thông chúng ta có học là hiện tượng ion hóa đó, thì nó sử dụng cái hiện tượng đó để nó mạ. Ở đây là cái khả năng chống nước là 33, UL là cái máy watt, Q là watt, S là viết tắt của từ sapphire. Sapphire ở đây một số mẫu đồng hồ cao cấp nó có sapphire, nó có phủ thêm cái lớp chống phản xạ nữa. À, phủ lên thì khi mà chúng ta nhìn nghiêng á, chúng ta vừa nhìn vẫn rất là rõ nét mặt số. Ở đây là không có phủ, tại phủ lên là nó giá nó sẽ cao hơn đó. Còn đây là cái mã sản phẩm model, còn đây là cái serial number đó. Rồi đây là tất cả những cái thông số mà ship muốn chia sẻ với các bạn về mẫu đồng hồ này. Rồi các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cứ để lại bình luận bên dưới video. À, đặc biệt là ở phần mô tả chúng tôi có để lại một cái link link đường dẫn về website của ship, nó bao gồm đầy đủ cái tên sản phẩm, thông số, đường kính và độ dày. Ở đây là đường kính mẫu đồng hồ này là 42 mm từ trái sang phải. Thì những bạn nào mà trước khi mua mẫu đồng hồ này chúng ta phải đo chu vi cổ tay chúng ta phải tầm 18 cm là đẹp nhất đó. Còn với độ dày rất là dày, độ dày chỉ có 7.5 mm thôi, rất là mỏng. Độ dày trung bình của một mẫu đồng hồ thường là 10, đây 7.5, các bạn nhìn thấy khá là mỏng, do nó là máy watt nên nó làm mỏng cũng dễ, nhìn rất là thanh lịch và sang trọng. Theo cảm nhận của chúng tôi, đây là mẫu đồng hồ rất là đẹp. Đây các bạn thấy từ từ cái trung tâm mặt số được đánh vân cọc số, cọc số thì la mã nhìn nó cũng rất là chắc chắn. Những cọc số la mã thì nó to và nhìn nó rất là khỏe khoắn, còn nó còn mang tính cổ điển nữa. Đây là cái cọc số của đế chế La Mã, một trong những đế chế mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, rất là nổi tiếng đó. Các bạn để ý những cái viền xung quanh cũng được đánh vân gloss nữa, cái dòng ngoài nè rất là cầu kỳ luôn. Riêng phần cọc số là thì được để một cái mặt phẳng trơn, tuy nhiên cái mặt phẳng này các bạn nhìn kỹ thì cũng cũng có những cái đường vân chạy dòng đó. Những cái đường đường vân nó chạy theo vòng tròn mà nó có nhiều vòng tròn nó ghép với nhau đó, rất là ở đây có rất là nhiều kỹ thuật chế tác rất là đẹp. Tôi đánh giá rất cao cái kỹ thuật chế tác của mẫu đồng hồ này. Ở đây là phần khóa nè, thông số trên khóa stainless steel đó. Cái ở phần mô tả thì nó có cái link của website ship bao gồm đầy đủ các thông số mẫu đồng hồ, bao gồm những cái thông tin mô tả mà chúng tôi review trong repo này, trong cái video này luôn. À, đặc tính kính sapphire rồi máy watt là nó ra đời từ thế kỷ nào đó, nó có những cái đặc điểm gì, chúng ta những cái lưu ý gì trong đó. Ở trong phần mô tả nó có một cái link là nó giới thiệu về lịch sử thương hiệu Tissot luôn đó. Các bạn có thể bấm vào cái link đó để xem lại cái lịch sử của thương hiệu Tissot, họ có cái gì hay đó, họ đã ra đời bao nhiêu năm rồi, có những cái phát minh gì đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.